À, bữa nay cô Quang là đúng 2 tuổi hả? Ngày 23 tháng 1 phải không? Phải 23 tháng 1 không? À, 23 tháng 1 năm 2007 là cô Quang được bài 2 tuổi phải không? Quang được 2 tuổi nhỉ? Phải không con? Con 2 tuổi. À, hồi nãy con với ba mới đi chợ về phải không? Đi mua 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 đồ để con đem về Việt Nam phải không? Mua đầy đủ đồ ấy. Ừ. Giờ bây giờ bây giờ bây giờ là còn còn 3 giờ thiếu 10. À, chưa. Mà con chưa có đi ngủ. Mới uống sữa xong. Phải không? Không con trai. Ừ. Chú trời. Này, ba hỏi con nè. Bữa nay là ngày gì? Ừ. Bên đây của ai? Quang mấy tuổi? Hai gì? Hai tuổi. Chù chù chà. Cô 2 tuổi hả? Vậy con biết con tên gì không? Quang. Quang. Còn ba sao? Ba tên gì? Ba tên gì? Con nói đi. Ba tên gì con? Quang ơi. Quang hả? À? Quang. Ba tên gì? Nhưng mà ba tên gì? Ba tên gì? Ba tên gì? Con nói đi, ba tên Sơn. Sơn. Quang. Ba tên gì? Ba tên gì? Quang. Ồ, mà má tên gì? Má mì tên gì? Má mì. Tên gì? Má mì tên gì? Má mì. Má mì tên gì? Vì. Còn ông ngoại tên gì? Ông ngoại. Ông ngoại tên gì? Tên. Viếng. Viếng. Vì ông nội tên gì? Anh ngồi. Ông nội tên gì? Ngọc. Ngọc rồi, bà nội tên gì? Xiến. Xiến. Ủa, còn ba tên gì? Ba. Ba con tên gì? Con nói đi, ba tên gì? Quang. Ba tên Sơn. Hả? Ba tên Sơn phải không? Sơn. Còn má mì tên gì? Má mì tên gì? Hả? Má mì tên gì? Hả? Má mì. Má mì tên gì? Hả? Má mì tên gì? Vì. Dù chà giỏi. Hả? Bây giờ con đã đúng 2 tuổi rồi phải không? Hai. Bây giờ con nói chưa? Cảm ơn mami. Cảm ơn. Ừ. Cảm ơn. Con nói cảm ơn. Ừ. Con nói cảm ơn. Ừ. Cảm ơn mami. Mami. Đã sanh con ra. Ra. Ừ. Cách đây 2 năm. Con nói đi. Năm. Cách đây 2 năm. Năm. Ừ. Lớn lên. Ừ. Nó con nói lớn lên. Năm. Lớn lên. Nói đi, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Con nói lớn lên. Con nói lớn lên. Lớn lên. Lớn lên. Rồi sao không nói nữa? Nó lớn lên. Lớn lên. Con. Con. Sẽ. Sẽ. Chịu. Chịu. Khó. Khó. Học. Học. Hành. Hành. Và. 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 Làm việc. Ừ? À vậy? Mày cảm ơn mami chưa? Ừ? Mày coi cái đó quá hả? Ừ? Ừ. À, quen của ba ham coi tivi hả? Sao vậy? Thích coi tivi hơn hả? Ừ? Tivi có gì đặc biệt hả con? Con đang coi cái gì vậy? Ừ? Con đang coi cái gì á? Phải Dragon Tail hả? Phải không? Dragon Tail. Sao con đẹp trai quá vậy? Ừ? Đẹp trai giống như ông này cái gì? Ông này là ông nào mà đẹp trai vậy? Ừ? Ông này này. Ông nào ông đẹp trai vậy? Ai vậy? Ai á? Ba. Sao ba đẹp trai quá vậy? Con có biết không? Ừ? 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 Con đang làm cái gì á? Con ăn cơm chưa? Cơm. Con ăn cơm chưa? Xong. Hả? Xong hả? Con đi bù chưa? Ừ. Bù bù chưa? Xong. Xong. À, bữa nay là thứ hai. No, bữa nay thứ ba chứ. Biết thứ ba bà làm gì? Thứ ba bà ở nhà. Bà ở nhà bà chơi với con. Bật tay của con á. Phải không? Ai vậy? Ai vậy? Ai mà đẹp trai vậy? Quang. Quang, sao Quang đẹp trai quá vậy? Nổ. Hư gì sao? Không sợ nó hư hả? Sao quá đẹp, sao mà sao mà con đẹp trai quá vậy? Ừ. Sao nó mày nhìn coi.
Sao con của bà đẹp trai quá hả? Má mì đâu? Má mì đâu? Má con đâu? Má đâu rồi? Má đi làm rồi. Má đi làm rồi. Đi làm. Mấy bé này, bà Nguyễn má đi làm để làm chi không? Đi. Để nuôi con á. Quái hả? Sao quái được? Để con ra phải nuôi chứ sao quái? Không đi làm mà không có tiền mua sữa cho con uống. Con buồn ngủ chưa? Hết cái này xong mà ba đưa con đi ngủ nghe nha. Hết rồi. Ủa, hết rồi. Hiện ra chữ rồi, thấy chưa? Hiện ra chữ rồi, thấy chưa? Giờ đi ngủ nghe. Được không? Đi ngủ nghe. Sao? Bên đây ngày mấy? Bên đây ngày 23 tháng 1 2007, phải không? À, đang 3 giờ chiều. Bữa nay con được mấy tuổi? Bữa nay con được mấy tuổi? Rồi hết. Giờ đi ngủ nha. Được không? Đi ngủ nha. Thôi. Hả?